Gửi một lời cảm ơn đến sự quan tâm, ủng hộ và sự hiện diện của tất cả các quý vị trong buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Once again, I'd like to thank Phát-triển Company for your cooperation in expanding Honda's automobile business in Vietnam. I wish Honda Auto Long An Thanh An prosper and continue the steady steps ahead. Tôi xin chúc tất cả các đại biểu, các vị khách quý và toàn thể cán bộ, nhân viên của đại lý Honda Auto Long An Tân An được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.